chương 1211, thuê hợp đồng. Nhanh nhất đổi mới dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Trần Sơ Vũ nói tới đây thoáng dừng một chút, lại sau này nói. Khi mấy cái công nhân nói, hố đất tiên sinh, bỗng nhiên gân cổ lên hô như vậy một tiếng, hình như là cái gì thư trung tàn nói, liền không có động tĩnh. Hố đất bên cạnh sát ông, cũng một chút bị phong toàn cấp thổi tắt. Công trường bên trong trở nên một mảnh đen nhánh. Khi mấy cái công nhân đều sợ hãi, vừa lăn vừa bò từ trên núi chạy đi xuống. Chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, đốc công vừa lừa lại gạt mang theo người đi lên lúc sau, mới phát hiện cái kia tiên sinh đã chết ở quan tài thượng. Cái kia tiên sinh không biết đã chết bao lâu, thi thể vẫn là ngồi ở quan tài trên đỉnh, hai con mắt không biết bị thứ gì cấp khấu hạ đi, trừng mắt máu me nhầy nhụa hai cái hốc mắt, cũng không biết là đang xem cái gì. Đốc công chợt lá gan tưởng đem tiên sinh thi thể lộng xuống dưới, ai biết, hắn kia thi thể cũng dịch bất động, giống như là bị dính vào quan tài thượng giống nhau, tưởng dịch đều dịch không xuống dưới. Loại chuyện này, nếu là đặt ở khác chủ đầu tư trong tay, Đa số là thà rằng bồi tiền cũng không hề chạm vào miếng đất này. Thậm chí, còn có khả năng lại đem kia quan tài còn nguyên chung lên, tìm được một cái nhà tiếp theo chạy nhanh ra tay. Nhưng là, cái kia chủ đầu tư lại là ngoài dự đoán mọi người tìm được Thượng Lâm thôn nguyên lai thôn dân, hỏi bọn hắn ai có thể giải quyết kia khẩu quan tài, chỉ cần có thể đem quan tài lộng đi, hắn nguyện ý chi trả kết xù tiền thù lao. Sau lại, trong thôn thật đứng ra một người. Người kia cụ thể là ai, lại trông như thế nào, ngay cả núi rừng thôn người đều nói không rõ bọn họ cũng đều biết người kia là trong thôn, nhưng là ai lại đều nhớ không nổi hắn là ai. Lúc ấy, còn có người nhắc nhở chủ đầu tư, đừng tin người kia, còn cố ý điểm ra tới người kia trên người kỳ quặc. Chủ đầu tư làm trò người kia mặt nhi ở trong thôn hỏi một vòng, người kia rõ ràng biết thôn dân đều đang nói không biết hắn là ai, lại trước sau không nói một lời chờ ở nơi đó. Chờ đến chủ đầu tư hỏi xong, mới khách khách khí khí đem hắn thỉnh lên xe. Không có mấy ngày công phu, công trường liền bắt đầu khởi công, khi khẩu quan tài chẳng biết đi đâu người kia giống như còn ở trong thôn lại hình như là không còn nữa tóm lại không có người bàn lại khởi quá người kia bất quá có xác thực tin tức nói chủ đầu tư ở kiến thượng lâm tiểu khu thời điểm cải biến bản vẽ đem tiểu khu tu thành hiện tại loại này khẩu hình chữ bộ dáng trần sơ vũ nói hiện tại ta có thể từ lúc ấy công trường truy ra đến tin tức chỉ có này đó ngay lúc đó chủ đầu tư hiện tại không ở quốc nội ta đang ở tìm nước ngoài bằng hữu giúp ta tìm cái kia chủ đầu tư đúng rồi Trần Sơ Vũ nhớ tới cái gì, ta còn phải tới rồi một tin tức, đó chính là năm đó Thượng Lâm thôn người, lựa chọn dọn trở lại cũng không nhiều. Đại khái chỉ có không đến 10 hộ nhân gia, còn đều là người già. Bởi vì, năm đó công trường thượng sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, Thượng Lâm tiểu khu phòng ở cũng không bán đi, nơi đó cũng liền thành phế lâu, rất ít sẽ có người vào ở. Ta đã biết. Ra được mặt khác tin tức lập tức cho ta biết. Ta cắt đứt điện thoại nói, nói như vậy, thượng lâm trong tiểu khu năm đó xuất hiện quan tài cùng cái kia xử lý rất quan tài người mới là trọng điểm hạ mộng anh nói người kia hẳn là nho môn người trong hắn hẳn là vẫn luôn ở dùng nho môn bí thuật có mắt không trồng giấu giếm chính mình thân phận có mắt không trồng dựa theo mặt chữ thượng ý tứ là thường xuyên nhìn đến lại cùng không có thấy giống nhau nếu người mỗi ngày đều sẽ ở một viên cây dương bên cạnh đi ngang qua thời gian dài người cũng liền sẽ không hướng trên cây nhìn bởi vì người biết kia cây sẽ không có cái gì biến hóa lúc này nếu có người lặng lẽ đem cây dương đổi thành cây du, hoặc là không sai biệt lắm cây cuối. Ngươi khả năng muốn quá rất dài một đoạn thời gian mới có thể phát hiện kia cây thay đổi. Thậm chí, còn sẽ hồi ức một chút, có phải hay không chính mình nhớ lầm, nơi đó vốn dĩ loại liền không phải cây dương. Nho môn, có mắt không trồng, chính là như thế, thi triển bí thuật người sẽ lần lượt xuất hiện ở ngươi trước mặt, nhưng là chưa bao giờ cùng ngươi nói chuyện, cũng tùy ý ngươi đi nghị luận. Thời gian dài, gặp qua người của hắn, không chỉ có sẽ không theo hắn càng ngày càng thuộc, ngược lại sẽ dần dần đã quên hắn là ai. Hạ Mộng Anh nói, cái kia để cho ta tới tìm hắn phản bội nho, hẳn là chính là năm đó tu sửa thượng lâm tiểu khu người. Có mắt không trồng, có mắt không trồng, ta nhắc mãi nói, xem ra, thượng lâm trong tiểu khu quái đàm, con là hắn để lại cho ngươi khảo nghiệm. Hạ Mộng Anh phản ứng lại đây, ngươi là nói, chỉ có chúng ta phá khai rồi quái đàm mới có thể tìm được đối phương. Đối. Ta gật đầu nói, chính ngươi cũng nói, hắn lúc ấy cũng không nói cho ngươi, tên của hắn. Trên thực tế, hắn báo cho hay không ngươi đều không quan trọng hắn nếu đã đối thôn dân vận dụng bí thuật ngươi liền tính biết hắn tên họ là gì ngươi cũng hỏi thăm không đến đối phương ở đâu trừ phi ngươi vừa đến thượng lâm thôn hắn liền chính mình ra tới gặp ngươi ta trầm giọng nói đi thôi tiên tiến tiểu khu nhìn xem những cái đó quái đàm đều là cái gì tên tuổi ta từ tiểu khu đại môn đi vào lúc sau thẳng đến tiểu khu trung gian bồn hoa đi qua lãnh cẩu ngươi xem vị trí này có phải hay không năm đó chôn quan tài địa phương nhìn không ra tới Diệp Dương nói, nho môn không tin phong thủy, bọn họ sẽ không dựa theo phong thủy bố cục hành sự. Khi khẩu quan tài, nói không chừng ở địa phương nào. Lòng ta niệm khẽ nhúc nhích chi gian, ngửa đầu nhìn về phía trong tiểu khu nơi ở. Chương 1212, thuê hợp đồng nhị. Nhanh nhất đổi mới dương Giang mượn mệnh người mới nhất chương. Toàn bộ thượng lâm trong tiểu khu, cơ hồ tìm không thấy không có ánh đèn phòng ở. Lâm Chiếu cũng nói, tiểu quả cam không phải nói, nơi này không trụ bao nhiêu người sao. Ta đáp lại nói, tiểu khu chỉ có một nhập khẩu, chúng ta vẫn luôn đều canh giữ ở bên kia, ngươi thấy có bao nhiêu người đã trở lại. Trước sau không đến 100 người, này tiểu khu lại có bao nhiêu gian phòng ở. Dư lại những người đó là từ đâu ra? Này đó đèn sáng quan hộ gia đình, hoặc là là vẫn luôn đãi ở trong tiểu khu không nhúc nhích, hoặc là chính là mới từ dưới nền đất bò ra tới. Lâm chiếu đẩy ta một chút, ngươi đừng hù dọa người. Bọn họ có thể từ chỗ nào bò ra tới? Lâm lẽ ra lời nói thanh âm, bỗng nhiên nhỏ rất nhiều, nàng ánh mắt đã dừng ở chúng ta trước mặt hoa trì thượng, ta thấy thế nào cái này hoa trì, như là tòa mồ. Lâm Chiếu nói còn chưa dứt lời, Hạ Mộng Anh bỗng nhiên từ tay áo trung vẽ ra một chi bút lông, lăng không quét về phía Lâm Chiếu hai mắt. Hạ Mộng Anh ngồi bút còn không có đưa đến Lâm Chiếu trước mặt, đã bị ta cấp chế trụ thủ đoạn, đừng nhúc nhích ngươi hạo nhiên chính khí. Chúng ta không phải tới đánh nhau. Ta dám khẳng định này tòa tiểu khu là người lêu lỏng tạp địa phương, bọn họ có thể tường an không có việc gì, đã nói lên thượng lâm trong tiểu khu có nào đó đồ vật ở duy trì hai bên cân bằng. một khi đánh vỡ loại này cân bằng, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. ít nhất bên ngoài trở về kia một trăm nhiều hào người sống, đến biến thành chết người. hạ mộng anh hạo nhiên chính khí chính là dễ dàng nhất đánh vỡ cân bằng đồ vật. người quỷ thù đồ bình thường dưới tình huống, các có các không gian, lẫn nhau không quấy nhiễu. cho dù là đi rồi cái đối diện, cũng sẽ gặp thoáng qua. bất quá một khi trong đó một phương quấy nhiễu tới rồi đối phương này kết quả liền khó nói loại này quấy nhiễu đa số thời điểm chưa chắc là nhằm vào mà là một hồi ngoài ý muốn cử cái đơn giản nhất ví dụ tới nói vì cái gì có chút địa phương đi nhà tang lễ tham gia lễ tang sẽ ở trên người không thấy được địa phương hệ thượng vải đỏ điều nhưng là không đeo trừ tà pháp khí bùa hộ mệnh vải đỏ điều kỳ thật cũng không có cái gì trừ tà tác dụng nếu vải đỏ có thể trừ tà còn muốn linh phù làm cái gì thuật sĩ nhấc lên vài thước vải đỏ không phải có thể trảm yêu trừ ma vải đỏ lớn nhất tác dụng là tương đương với ở nhân thân thượng treo trảng đèn làm quỷ hồn ở nơi xa là có thể thấy tránh cho nhà tang lễ vừa mới chết quỷ hồn không cẩn thận đánh vào nhân thân thượng nhắc nhở là một loại khách khí cũng đại biểu cho kính sợ nhưng là có chút người bởi vì nhát gan sợ hãi cố ý ở trên người mang theo trừ tà đồ vật hoặc là dứt khoát lộng linh phù dấu ở trên người vậy không xong vài thứ kia có thể xúc phạm tới quỷ hồn nhưng là bình thường pháp khí cũng vô pháp làm quỷ hồn hôi phi yên diệt vốn dĩ chính là ở nhân gia địa bàn thượng ngươi còn bị thương đối phương, quỷ hồn cũng mặc kệ ngươi ước nguyện ban đầu là có ý tứ gì. Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi bị thương ta, ta nhất định tìm ngươi phiền toái. Hạ mộng anh hạo nhiên chính khí một khi thả ra, liền tương đương với là ở trong tiểu khu điểm tràn hỏa. Khi đó, chúng ta thật liền hậu hoạn vô cùng. Hạ mộng anh cũng biết ta ý tứ, nơi này có nho môn bí thuật, nghi thần nghi quỷ, các ngươi không cần tưởng quá nhiều, nếu không, liền dễ dàng lâm vào sợ hãi. Ta đã biết, ta ở lúc ấy đã chú ý tới trong tiểu khu bản hướng dẫn nó quả nhiên đã thay đổi vị trí bên trên mũi tên sở chỉ phương hướng quả nhiên nhiều ra một gian bất động sản văn phòng cho chúng ta mở cửa người vừa lúc chính là ban ngày cái kia bảo an đối phương mang theo ta đi vào văn phòng lúc sau ta thuận thế liền phải hướng trên giường ngồi bảo an lại nói nói đừng ngồi kia trên giường chết hơn người chờ một lát giám đốc liền tới rồi ta nhìn thoáng qua phòng trực ban giường đơn nói trên giường đã chết người các ngươi sẽ không liền thăng trải giường cũng chưa đổi quá đi chết ở trong nhà người nhiều đi dựa theo đông bắc bên này quy củ người đến là nuốt khí thay đổi lão quần áo lúc sau mới có thể hướng trên mặt đất nâng cho nên nói đó chính là tương đương người chết ở trên giường trên giường đất tổng không thể chết được người liền một lần nữa đổi cái giường hoặc là lại đánh một cái giường đất vậy chỉ có thể đem cái chết người dùng quá khăn trải giường đệm chăn lấy ra đi thiêu làm người chết một khối mang đi đây là quy củ cũng là cấm kỵ nếu là dùng quá đồ vật không thiêu còn đặt ở trên giường tiếp tục cấp người sống dùng tìm không ra đệm chăn người chết, khả năng phải trở về cùng ngươi nằm ở trên một cái giường. Bảo An nhìn ta liếc mắt một cái nói, hiểu cũng đừng phạm húy, phạm vào kiên kỵ, đối ai đều không có chỗ tốt. Ta theo Bảo An hai chân đi xuống nhìn thoáng qua, hắn chiếu vào trên mặt đất ảnh ngược, quả nhiên là ninh cổ. Ta đây là ở cùng người chết nói chuyện. Ta cố ý hướng bên cạnh lui một chút, cấp vương đồ tể bọn họ nháy mắt ra dấu, nơi này địa phương quá tiểu, các ngươi đi ra ngoài chờ ta đi. Ta nói còn chưa dứt lời, một cái giám đốc bộ dáng người liền đi đến, Ta nơi này địa phương không lớn cũng coi như đủ dùng, không cần lăn lộn. Các ngươi là có chuyện gì như sao? Ta nói thẳng nói, chúng ta tính toán ở chỗ này thuê thượng mấy gian phòng ở, tốt nhất giá cả đừng quá cao. Giám đốc thuận tay rút ra mấy phân hợp đồng nói, 4 đơn nguyên, lầu 4, 44 hào, không cần tiền thuê, các ngươi chỉ cần có người có thể ở bên trong trụ thượng 7 ngày, phòng ở cho các ngươi đều được. Giám đốc giọng nói một đống nói, ta phải nhắc nhở các ngươi, thật muốn là vào 44 hào, liền không thể trước tiên ra tới. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Các ngươi ai đi trụ? Chương 1213, hợp đồng. Nhanh nhất đổi mới Dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Ta cũng ở do dự, nên do ai đi trụ cái kia 44 hào. Diệp Dương đem hợp đồng cấp nhận lấy, ta qua đi trụ. Ta thuận miệng nói, Lâm Chiếu, ngươi qua đi bồi hắn. Đừng họa họa hắn a. À. Lâm Chiếu thiếu chút nữa một cái lão đảo thua tại trên mặt đất, nếu không phải trong phòng còn có quỷ hồn, Lâm Chiếu liền phát tác. Ta cười ha hả nhìn về phía bất động sản giám đốc, chúng ta sáu cá nhân, ngươi tổng không thể làm chúng ta trụ một phòng đi. Bất động sản giám đốc nghĩ nghĩ nói, 44 hào, thật là nhỏ điểm. Như vậy, nơi này còn có một cái sông thất phòng ở, tam đơn nguyên 15 hào. Các ngươi tể tể cũng có thể trụ hạ. Cũng đúng. Ta cấp vương đồ tể đệ một cái ánh mắt, người sau lập tức tiếp nhận hợp đồng. Ta thử thăm dò nói, giám đốc, chúng ta mấy cái tạm thời không tìm được công tác, ngươi xem trong tiểu khu có hay không cái gì chúng ta có thể làm việc, cấp giới thiệu một chút. Giám đốc rất có hứng thú nhìn ta nói, các ngươi đều có thể làm gì. Ta chỉ vào Hạ Mộng Anh nói, nàng là lão sư, có giáo viên tư cách chứng. Ngươi có thể lên mạng tra. Chúng ta còn có một cái đầu bếp, một cái chuyên viên trang điểm. Ta nói chính là vương đồ tể cùng vương tiểu hoáng. Ta mới vừa đem ngón tay hướng Diệp Dương, giám đốc liền nói, bọn họ hai cái liền không cần phải nói, Bọn họ đến trước tiên ở 44 Hào Trụ Thượng một đoạn thời gian lại nói. Ngươi có thể làm gì? Ta nói, ta à. Ngươi yêu cầu làm gì là có thể làm gì? Đại Việt, Tiểu Việt, tất cả đều có thể làm, đều là ra đồ đại công. Bất động sản giám đốc tới hứng thú, tay hướng tủ thượng một lóng tay, bên kia tủ hỏng rồi, ngươi có thể cho tu thượng sao? Ta đi qua đi hướng tủ thượng gõ hai hạ, này tủ có điểm năm đầu, dùng vẫn là địa đạo chương một. Ngươi tưởng tu thượng nhưng thật ra không khó. Ngươi muốn tu thành nguyên dạng nhi, đến hao chút công phu, ít nhất nguyên liệu liền không hảo tìm. Giám đốc nghe xong liền cười, hảo nhãn lực. Ngươi nhìn nhìn lại, bên kia hai cái đồ cổ chén có thể bổ thượng sao? Ta đem kia hai chén cầm lấy tới nhìn thoáng qua, thứ này, ngươi coi như ngoạn ý nhi bãi chơi chơi được. Mặt trên có điểm chỗ hổng gì đó nhìn hình như là lão đồ vật, tu liền không có gì giá trị. Giám đốc đứng lên nói, đây chính là địa đạo minh thành hóa năm đồ vật. Ta cầm chén nói, chính ngươi nhìn xem chén phía dưới con dấu, hai cái con dấu thiếu địa phương đều giống nhau làm cái này việc nhân thủ nghệ quá tháo muốn nói tu đồ vật tay nghề ta còn là cùng ta ba học hắn không dạy ta công phu không dạy ta bí thuật giám đốc ha ha cười nói hảo nhãn lực hảo nhãn lực như vậy ngươi liền lưu tại bất động sản làm việc nhi ta ngày mai cho ngươi phát quần áo lao động trong tiểu khu có việc ta liền tìm ngươi giám đốc nói chúng ta cái này tiểu khu kỳ thật có thể làm việc không ít liền xem các ngươi có chịu hay không làm nếu muốn làm nói liền đi theo cái này huynh để giống nhau, có việc tùy thời liên hệ ngươi, tiền công ngày đó kết toán. Vài vị nếu là không chơi việc tiểu liền thêm cái hợp đồng, lưu cái liên hệ phương thức. Ta lúc này mới nhìn về phía trên bàn hợp đồng. Thế tục gian hợp đồng ước thúc lực ở chỗ pháp luật, thuộc nói khế ước lại ở chỗ quỷ thần, thiên đạo. Thuật sĩ nhất kiên kỵ chính là ở không hiểu rõ dưới tình huống, ký kết khế ước. Ta vừa định đem hợp đồng cầm lấy đến xem, bất động sản giám đốc liền nói, các ngươi hợp đồng chỉ là một cái hình thức, thêm không thêm vấn đề không lớn, nhưng là, 44 hào phòng gian hợp đồng lại cần thiết muốn thêm. Nếu không, các ngươi trụ không đi vào. Diệp Dương đem hợp đồng đặt ở trên bàn, ta đã thêm qua. Ta lúc này mới thấy trên hợp đồng nội dung, đơn giản đến không thể lại đơn giản, đó chính là ức phương cần thiết ở trong phòng trụ mãn 7 ngày, vô luận phát sinh sự tình gì đều không thể đi ra ngoài, vì ước tất cứu. Nói như vậy nói, Diệp Dương 7 ngày trong vòng không thể lộ diện. Nếu không, chúng ta ở Thượng Lâm Tiểu Khu cùng Quỷ Thần Tất có một trận chiến bất động sản giám đốc thu hồi hợp đồng thời điểm, cố ý mở ra cửa tủ, nơi này đều là vi ước người hợp đồng, hy vọng các ngươi hợp đồng sẽ không làm ta ném ở chỗ này. Bất động sản giám đốc nói, các ngươi có thể đi rồi, có chuyện gì, ta sẽ điện thoại liên hệ các ngươi. Lão Ngô, ngươi dẫn bọn hắn qua đi đi. Bảo An đi lên tới nói, vài vị, theo ta đi đi. Bảo An chắp tay sau lưng lãnh chúng ta hướng trốn đi, các ngươi thật hẳn là cùng bất động sản giám đốc ký hợp đồng, con có vật nghiệp cho các ngươi làm đảm bảo, gặp gỡ phiền toái còn có thể có người ra tới điều hòa. Bằng không, hắc hắc. Bảo an kia thanh cười lạnh không khỏi làm người cảm giác vài phần sợn tóc gáy ý tứ. Ta cũng cười nói, làm điểm việc vặt, còn có thể muốn mạng người sao mà. Gặp gỡ quyệt nợ, ta có rất nhiều biện pháp. Bảo an xoay người đối ta cười một chút, kia nhưng khó mà nói, có chút việc, không chỉ có không trả tiền, còn có thể muốn mệnh. Chờ ngươi làm việc thời điểm sẽ biết. Đi thôi. Bảo an đầu tiên là đem chúng ta đưa đến tam đơn nguyên phòng, lại mang theo Diệp Dương cùng Lâm Chiếu hướng bốn đơn nguyên đi. Bọn họ ba cái vừa đi, Vương Đồ Tể liền nói, quái đàm thượng không phải nói, 44 hào dưới lầu không thể trụ sao. Như thế nào thành 44 hào? Nói không chừng truyền thuyết có điểm xuất nhập, có lẽ, căn bản là không có 44 hào. Ta trầm giọng nói, kia một lớn một nhỏ hai điều cẩu, có thể thu phục bên kia sự tình. Không cần quá lo lắng bọn họ. Vương Tiểu Hoáng nói, ta như thế nào không cảm giác ra tới cái kia bất động sản giám đốc là quỷ thần có phải hay không ta nghĩ sai rồi? Chương 1214, tồn tại phòng. Nhanh nhất đổi mới dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Ta thấp giọng nói, ta cảm thấy cái kia bất động sản giám đốc là người. Người sống cùng quỷ thần quậy với nhau, hắn không phải thuật sĩ, chính là con rối. Vương Tiểu Hoáng nói, chúng ta đây muốn hay không đi đem hắn trảo lại đây. Ta xua tay nói, trước không cần, xem hắn trước ra chiêu. Ta phỏng chừng, hôm nay buổi tối sẽ không có việc gì, chúng ta trước nghỉ ngơi, nhìn kỹ hẳn nói bất động sản giám đốc cho chúng ta an bài phòng gia cụ đồ điện bếp lò mọi thứ đều có ở lại đảo không phải cái gì vấn đề ta cùng vương đồ tể bọn họ tách ra nghỉ ngơi thời điểm diệp dương đã bị bảo an cấp mang vào bốn đơn nguyên diệp dương đi lên lầu bốn lúc sau mới thấy chỉnh tầng lầu cũng chỉ có như vậy một đạo cửa phòng diệp dương cấp lâm chiếu đệ một cái ánh mắt người sau chạy nhanh hỏi ta xem phía dưới kia ba tầng không đều là một tầng năm hộ sao tầng lầu này như thế nào chỉ có một hộ còn có ngươi cửa này tên cửa hiệu cũng không đúng a à? ba tầng lâu tổng cộng 15 hộ, này như thế nào một chút liền nhảy đến 44 hào. Chẳng lẽ là ấn 44116 tính? Bảo An cười nói, này gian nhà ở nếu là không có điểm kỳ quái địa phương, vì cái gì bạch cho các ngươi trụ? Lại vì cái gì muốn tặng cho các ngươi? Bảo An mở ra đại môn nói, tới rồi, các ngươi vào đi thôi. Lâm chăm sóc hướng 44 hào, chẳng những không có cảm giác được trong tưởng tượng cái loại này âm trầm cùng khủng bố, ngược lại sinh ra một loại như là về nhà giống nhau cảm giác. Lâm Chiếu theo bản năng liền tưởng hướng trong phòng đi, lại bị Diệp Dương cấp chạm vào một chút. Nàng lập tức phản ứng lại đây, ta nghe nói, 44 hào phụ cận không thể trụ người có phải hay không thật sự. Bảo An mỉm cười nói, ngươi là nói 44 hào dưới lầu không thể trụ người đi. Nơi đó đích xác không ai, ngươi nếu là nghe được cái gì cũng đừng quá để ý. Bảo An lão ngô sau so một cái thỉnh thủ thế, hai vị, các ngươi còn muốn rối rắm đến tục cùng là nào gian nhà ở không thể trụ sao. Diệp Dương trực tiếp đi vào trong phòng, tay ở cạnh cửa kệ giày thượng sờ soạn một chút, vẫn luôn không ai trụ trong phòng, thế nhưng liền một hạt bụi trần đều không có. Diệp Dương còn muốn lại xem thời điểm, lão ngô lại ở sau lưng giữ cửa cấp đóng lại. Lâm Chiếu chạy nhanh ghé vào môn kính thượng ra bên ngoài nhìn lại, hắn nhìn đến lại là lão ngô như là ăn đường giống nhau, đem chìa khóa sách lên tới đưa vào trong miệng. Lâm Chiếu rành mạch thấy, lão ngô đem chìa khóa nuốt xuống đi thời điểm, đối phương đôi mắt cũng ở nghiêng nhìn chầm chầm môn kính. Lâm Chiếu vào xem lão ngô. Lão ngô cũng đang xem nàng lão ngô thẳng đến đem chìa khóa tất cả đều nuốt xuống bụng, mới để sau lưng xuống tay đi xuống thang lầu. 44 hào dép lê bị đặt ở lâm chiếu bọn họ dưới chân, trong phòng khách còn có phao trà ngon, phòng bếp nồi cơm điện cũng vừa vặn ở ngay lúc này vang lên một tiếng, giống như là có người cố ý bị hảo đồ ăn chờ bọn họ về nhà. Diệp Dương đi vào phòng khách lúc sau, lâm chiếu mới nhỏ giọng truyền âm nói, Diệp Dương, ngươi cảm thấy không thích hợp nhi không có. Giống như có người đi theo chúng ta. Diệp Dương liền đầu cũng chưa hồi, là có người đi theo chúng ta tới, ngươi xem trên mặt đất dấu chân. Diệp Dương, Lâm Chiếu cũng chưa đổi giày, thuật sĩ giày cất dấu gia hỏa, lại như thế nào sẽ dễ dàng đổi đi. Không đổi giày, trên mặt đất liền sẽ lưu lại dấu chân. Bọn họ sau lưng lưu lại lại là một đạo cây lau nhà kéo quá vệt nước, một phen dựa vào trên tường cây lau nhà. Có người theo ở phía sau thu thập phòng. Vệt nước khoảng cách Lâm Chiếu gần nhất địa phương, còn không đến một bước, đây là nói, vừa rồi phết đất quỷ hồn, ly nàng còn không có một mét xa. Lâm Chiếu theo bản năng đánh một cái rùng mình. Diệp Dương lại đi đến máy tính bên cạnh bàn biên ngồi xuống, clip mở trên mặt bàn viết, xem này, hồ sơ. Ta kêu Tần Dũng, là một cái internet tác gia, cũng là phát sóng trực tiếp bác chủ. Ta lưu lại này đoạn lời nói, chính là vì ngươi có thể từ 44 hào đi ra ngoài. Một năm trước, ta cùng ta đoàn đội tuyên bố tiểu khu quái đàm, cũng vẫn luôn ở bậc mí trong tiểu khu việc lạ. Chúng ta phát sóng trực tiếp làm được thực thành công, cũng có được không ít fans. Ta dám làm như vậy phát sóng trực tiếp, là bởi vì, ta là thuyết vô thần giả, Ta tin tưởng vững chắc trên đời này không có quỷ thần, sở hữu quỷ dị sự tình đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Chính là khi chúng ta đi tới Thượng Lâm tiểu khu lúc sau, ta mới biết được, trên thế giới này thật sự có quỷ. Hắn liền ở cái này trong tiểu khu. Liền ở cái này 44 hào. Ta tới rồi bất động sản lúc sau, chúng ta đoàn đội bốn người đã bị bất động sản giám đốc cấp tách ra, ta trụ vào 44 hào dưới lầu. Ngươi nhất định sẽ kỳ quái, ta nếu ở tại dưới lầu, vì cái gì ta bút ký sẽ xuất hiện ở 44 hào? Bởi vì ta biết, ta sau khi chết, nhất định sẽ tiến vào 44 hào, giống như là sở hữu chết ở 44 hào phụ cận người giống nhau. Ta trụ tiến 44 hào dưới lầu lúc sau, ta đoàn đội đồng bọn, đã từng ở hàng hiên cho ta phát quá video. Ngươi nhìn đến 44 hào khi, có phải hay không nhìn đến kia tầng chỉ có một cửa phòng? Kỳ thật cũng không phải như vậy, 44 hào sở hữu hàng xóm đều bị người dùng gạch xây đã chết đại môn, vách tường sau lưng chính là bọn họ phòng ở, cũng là bọn họ phần mộ. Hồ sơ viết đến nơi đây, liền thành một trương cắm vào hồ sơ ảnh chụp. Khi mặt trên là một đổ bị tạp khai tường, tường gạch mặt sau lộ ra một khối màu cà phê phòng trộn môn, môn kính kiểu dáng liền cùng 44 hào giống nhau như đúc. Đứng ở Diệp Dương phía sau Lâm Chiếu, không khỏi trầm giọng nói, chúng ta đi lên thời điểm, ta cố ý xem qua dưới lầu số 12 phòng. Nơi đó có môn ở A. Diệp Dương thoáng động một chút con chuột, ảnh chụp phía dưới liền xuất hiện một hàng tự, người có phải hay không đang nói số 12 không bị phong kính. Chương 1215, không tồn tại khách thuê nhanh nhất đổi mới dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Lâm Chiếu ấn ở máy tính ghế chỗ tựa lưng thượng bàn tay khẽ rung lên, Diệp Dương lại thứ kích thích con chuột. Tần Dũng tiếp tục viết nói. Số 12 chính là ta phòng, ta phòng cũng bị phong kín, chẳng qua, hắn đem tường cấp xây ở đại môn bên trong. Phía dưới kia bức ảnh là ta đoàn đội đồng bạn, ở đại môn phong kín lúc sau chụp được tới truyền cho ta. Hắn cảm thấy, ta còn sống. Nhắn lại phía dưới, lại là một trương cắm vào ảnh chụp. Kia mặt trên, là một đạo rộng mở phòng rộng môn, trong môn lại là chỉnh chỉnh tề tề xây tốt gạch đỏ ta ở trước khi chết có một cái ăn mặc màu đen cổ ra người tìm được quá ta hắn hỏi ta nếu ngươi đã chết này gian trong phòng ngươi nhất muốn mang đi chính là cái gì ta vô luận như thế nào khóc kêu xin tha hắn đều không để ý tới ta ta thậm chí không biết hắn vì cái gì muốn giết ta cuối cùng ta thật sự không có biện pháp mới nói cho hắn đối ta quan trọng nhất chính là này máy tính người kia nói cho ta hắn sẽ ở ta sau khi chết đem ta máy tính mang đi bắt được một chỗ Ta phỏng đoán, hắn là muốn đem máy tính đưa vào 44 hào. Nếu ngươi thấy ta nhắn lại, đã nói lên ta dự phán thành công. Nếu ngươi thấy ta máy tính, vậy thuyết minh, ngươi so với ta càng bất hạnh. Ngươi nơi trong phòng, mỗi một kiện đồ vật đều khả năng đại biểu cho một cái oan hồn. Nếu ngươi đã trụ vào 44 hào, như vậy, ngươi liền sẽ càng bất hạnh. Bởi vì, ngươi trên dưới tả hữu toàn bộ đều là người chết. Bọn họ chỉ cùng ngươi cách một đạo tường. Tần Dũng hồ sơ viết đến nơi đây liền kết thúc diệp dương nâng lên một bàn tay gõ cái bàn nói lâm chiếu ngươi thấy thế nào lâm chiếu nói ngươi như thế nào học thượng lý phách tưởng vấn đề liền gõ đồ vật diệp dương trợn trắng mắt nói chính sự nhi lâm chiếu suy nghĩ nửa ngày diệp dương ta cảm thấy ngươi hẳn là thử xem cái kia tần dũng hồ sơ có phải hay không còn có hậu tục diệp dương túng ra bàn phím ở hồ sơ thượng gõ mấy chữ còn có hậu tục sao hồ sơ thế nhưng thật sự xuất hiện tục thiên ta kêu tần dũng là một cái tiểu thuyết internet tác gia cũng là thần quái chủ bá. Đưa ngươi nhìn đến ta nhắn lại thời điểm, ta đã chết. Ta để nhất phân hồ sơ, chỉ viết mở đầu một bộ phận. Nếu ngươi cảm thấy tò mò, ở hồ sơ hỏi ta vấn đề, liền đại biểu cho ngươi ở đánh thức ta. Ta tùy thời đều sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi sự tình phía sau. Bất quá, sự tình phía sau liền không hề là miễn phí, ngươi xuống chút nữa xem liền phải trả giá đại giới. Ngươi còn muốn đi xuống xem sao? Diệp Dương bắt tay dịch đến bàn phím thượng bỗng nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận chén bàn va chạm thanh âm. Có người đã đem đồ ăn cấp bãi ở trên bàn, thậm chí còn ở tiện tay địa phương mang lên chiếc đũa cùng thìa. Người ở về nhà thời điểm, có người làm tốt đồ ăn chờ ngươi trở về, đó là một loại ấm áp. Nhưng là, ở biết rõ trong nhà không ai dưới tình huống, còn sẽ xuất hiện như vậy một bàn đồ ăn, đó chính là lệnh người cốt phùng phát lạnh sợ hãi. Diệp Dương nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, xoay người đi trở về phòng khách, ở trên tường gõ vài cái. Dựa theo 44 hào phòng ốc kết cấu, Diệp Dương gõ kia mặt tường nên hợp với mặt trái hàng xóm. Lâm chăm sóc thấy Diệp Dương giơ tay, chạy nhanh ngăn cản nói, đừng nhúc nhích. Ngươi đem tường cấp tạp khai, cũng tương đương là ra phòng, chúng ta thêm quá khế ước. Ta không đi. Diệp Dương tay cầm chui kiếm, nhấc kiếm hướng trên tường đâm tới, chờ đến hắn thu kiếm khi, trên tường đã nhiều ra một cái xỏ xuyên qua tường thể lỗ thủng. Diệp Dương hít mắt ngắm hướng về phía hàng xóm phòng khi, lại thấy một gian thiếu trương giường phòng ngủ. Phòng ngủ trừ bỏ không có giường, mặt khác hết thảy đều vẫn duy trì hoàn chỉnh vốn nên là phóng giường vị trí thượng, thình lình nằm một khối thi thể. Diệp Dương ánh mắt dừng ở thi thể thượng khi, đối phương cũng đi theo quay đầu tới, trong bóng đêm mở một đôi phím sâu kính lục quan đôi mắt, hai chỉ xuất thành lỗ kim dường như đồng tử, cũng nhìn thẳng Diệp Dương đôi mắt. Diệp Dương cùng đối phương nhìn nhau vài giây, liền thối lui đến một bên. Lâm Chiếu Hiếu Kỳ nói, Diệp Dương, ngươi thấy cái gì? Chờ đến Lâm Chiếu lại hướng trong phòng nhìn lên, nhìn đến chỉ có một con dáng ở trên tường đôi mắt. Lâm Chiếu lùi lại một bước, do trưởng phách về phía vách tường, Mảnh liệt khí kình xuyên thấu qua tường thể thẳng đánh mục tiêu tường sau người chết bay ngược dựng lên ngã trên mặt đất lại bất động lâm chiếu lại xoay người một cái bước xa nhằm phía phòng ngủ này giường không phải là từ kia gian trong phòng dọn lại đây đi người chết đồ vật con không thể tùy tiện động đặc biệt là người chết sinh thời sở coi trọng đồ vật liền càng không thể dễ dàng đụng vào người sau khi chết cũng không phải thứ gì đều có thể đưa tới âm phủ dù sao cũng phải ở dương thế lưu lại một ít bọn họ đã từng đã tới tồn tại quá bằng chứng vài thứ kia khả năng chính là bọn họ tại thế gian vướng bận, nói không chừng khi nào còn sẽ trở về xem một cái, một khi vài thứ kia không thấy, bọn họ liền khả năng theo chính mình sinh thời hơi thở lại đi tìm đi. Có thể dự kiến chính là, đêm nay vô luận là ai ngủ ở này trương trên giường, cách vách người kia đều sẽ lại đây, cùng hắn ngủ chung, hoặc là đứng ở mép giường, hỏi hắn vì cái gì muốn lấy đi chính mình đồ vật. Diệp Dương nhàn nhạt nói, Lâm Chiếu, ngươi ngủ sofa, ta ngủ giường. Diệp Dương không đợi Lâm Chiếu kháng, nghị, liền đem đệm chăn lấy ra đặt ở trên sofa, cuối cùng còn hơn nửa một câu, người ngủ sofa cẩn thận một chút, nói không chừng kia sofa cũng là từ đâu cái người chết trong nhà dọn ra tới. Lâm Chiếu hướng trong phòng nhìn chung quanh một vòng, mới phát hiện trong phòng bài trí, gia cụ phong cách tất cả đều phối hợp không thượng, rõ ràng chính là chấp vá lung tung tới đồ vật. Chương 1216, không tồn tại khách thuê nhị. Nhanh nhất đổi mới dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Cái kia Tần Dũng lời nói là thật sự, này gian trong phòng mỗi loại đồ vật đều đại biểu cho một đạo oan hồn. Lâm Chiếu từ vào cửa bắt đầu cũng đã dùng tới đồng thuật, trước sau không có thấy quỷ hồn ở trong phòng du đảng. Nàng thậm chí hoài nghi, phòng này đã bị lực lượng nào đó đóng cửa ở một cái khác không gian. Một cái có thể áp chế thuật sĩ, làm quỷ hồn chiếm cứ chủ đạo không gian. Vẫn luôn không dám ngủ Lâm Chiếu, ông chăn gắt gao nhìn chầm chầm trên giường Diệp Dương. Không bao lâu, nàng liền thấy Diệp Dương chăn phòng lên một đạo hình người nhô lên, chợt nhìn qua giống như là có người bỗng nhiên nằm ở Diệp Dương bên cạnh lâm chiếu đang muốn đứng dậy thời điểm lại nghe thấy sofa mặt sau truyền đến tư một tiếng quái vang giống như là có người dùng tay cào ở sofa chỗ tựa lưng thượng lâm chiếu lúc này mới nhớ tới sofa vị trí bày biện không đúng ở âu thức thiết kế nội thất giữa sofa có thể không dựa tường trực tiếp bày biện ở trong phòng khách gian nhưng là ở quốc nội phong thủy thượng cách nói lại là sofa cần thiết dựa tường dựa tường ý tứ là sau có chỗ dựa nếu không sẽ ảnh hưởng chủ hộ vận thế làm chủ hộ trở nên không nơi nương tựa 44 hào sofa vừa lúc chính là bãi ở phòng khách trung gian, sofa mặt sau muốn tàn, người không thành vấn đề. Lâm Chiếu nghiêm nghị cả kinh dưới, liền thấy trên giường chăn chậm rãi bị kéo lên dịp dương đỉnh đầu, che đậy hắn gương mặt. Bên người ngủ quỷ, đã là hung hiểm vạn phần, nếu quỷ lại túng chăn đem người cấp cái ở phía dưới, ngày hôm sau trên giường liền sẽ nhiều ra một khối làm chăn cấp che chết thi thể. Chính là, trên giường dịp dương lại là không hề có phản ứng. Lâm Chiếu đang muốn ra tay chi gian, lại cảm thấy sofa nhẹ nhàng rung lên, chờ nàng quay đầu lại thời điểm sofa chỗ tựa lưng đã bị ép tới chìm xuống một khối khi tình cảnh giống như là có người đứng ở sofa sau lưng dùng tay ngăn chặn lâm chiếu hai sườn sofa chỗ tựa lưng trên cao nhìn xuống nhìn về phía lâm chiếu đỉnh đầu lâm chiếu thậm chí có thể cảm thấy như là có người hô hấp giống nhau từng trận âm phong ở từng cái gợi lên chính mình đầu tóc lâm chiếu thân hình bản năng căng thẳng chi gian hai vai phía trên lại là bỗng nhiên trầm xuống có người bắt tay ấn ở nàng trên vai lâm chiếu hai vai tức thì nhoáng lên người đi theo về phía trước đánh tới nàng đã đạn hướng 2 mét có hơn, lại đem quần áo lưu tại tại chỗ. Nhất chiêu kim thiền thoát xác sạch sẽ lưu loát. Nhưng nàng quay đầu lại khi, lại là hơi kinh hãi. Lâm chăm sóc thấy có người ăn mặc quần áo của mình ngồi ở trên sofa, mặt mang cười lạnh cùng chính mình đối diện ở một chỗ. Đối phương gương mặt đang ở dần dần biến thành lâm chiếu bộ dáng. Thế thân Quỷ quái tìm kiếm thế thân truyền thuyết ngọn nguồn đã lâu, trong đó nhất thường thấy chính là thiên, hắc thu quần áo. Ở dân gian có cái cách nói, lượng ở trong sân quần áo, thiên, hắc phía trước cần thiết thu hồi tới, không thể treo ở bên ngoài qua đêm. Quần áo treo ở bên ngoài, rất có khả năng đưa tới thiếu y thiếu xuyên cô hồn giả quỷ. Những cái đó quỷ hồn mang không đi không thiêu hủy quần áo, lại có thể chui vào trong quần áo sưởi ấm, mắt tịnh người thấy có bóng người treo ở sào phơi đồ thượng lắc lư, đã nói lên đó là quỷ toản quần áo. Bị quỷ hồn chui qua quần áo, nhất định sẽ dính lên âm khí, người lại cầm đi mặc vào, ít nhất cũng đến bệnh nặng một hồi. Gặp gỡ cô hồn giả quỷ vẫn là việc nhỏ, nếu gặp gỡ lợi hại quỷ quái, nương trên quần áo nhân khí, là có thể biến thành quần áo chủ nhân bộ dáng. Chờ đến hắn ăn mặc quần áo trên người lại đây gõ cửa, người trong nhà lại mơ màng hồ đồ đem cửa mở ra, phóng quỷ vào cửa, quần áo nguyên lai chủ nhân liền thành quỷ quái thế thân. Trong nhà còn có thể thấy đối phương ở trong nhà hoạt động, lại nhìn không thấy chính mình thân nhân hóa thành quỷ hồn trốn ở góc phòng khóc thúc thích. Lâm Chiếu Kim thiền thoát xác vừa lúc là đem quần áo để lại cho con quỷ hồn kia. Nó cũng đang ở biến thành Lâm Chiếu bộ dáng. Lâm Chiếu gần ngốc lập một lát, 13 tuyệt tay liền chợt công ra, hơn 10 nói trảo phong giống như cương đao, hướng sofa phi trảm mà đi. Quần áo, liên quan sofa bị mảnh liệt khí kình đồng thời xé thành mảnh nhỏ, khi đạo nhân ảnh lại không biết tung tích. Lâm chiếu tức khắc hiếp ngược một hơi khí lạnh. Nếu, người nọ là quỷ hồn, cho dù không ở lâm chiếu trảo phong dưới đương trường nổ thành lân hỏa, cũng sẽ lưu lại điểm mặt khác dấu vết. Chính là, đối phương nháy mắt biến mất, vậy đại biểu cho lâm chiếu căn bản không có đụng tới đối phương mảy may. Lâm Chiếu thật cẩn thận đi hướng sofa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến động tĩnh, chờ nàng sườn mắt về phía sau nhìn lên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Diệp Dương dày tim. Vô luận là thuật sĩ cũng hảo, vẫn là người giang hồ cũng thế. Phát hiện địch nhân xuất hiện ở sau người, cái thứ nhất phản ứng không phải lập tức xoay người, kể từ đó chẳng khác nào là đem chính mình sơ hở toàn bộ bại lộ ở đối thủ trước mặt, chưa chiến đã ở vào hạ phong. Biện pháp tốt nhất chính là biết rõ đối phương ý đồ, lại quyết định như thế nào ra tay. Nếu, thật sự là muốn xem đối phương vị trí, cũng không thể hoàn toàn xoay người, tốt nhất là hơi chút quay đầu, nghiêng đi xuống thấy đối phương hai chân, tới xác định đối phương vị trí. Lâm Chiếu phản ứng là đúng, nhưng nàng nhìn đến đồ vật, lại làm nàng sợn tóc gáy. Dày, xác thật là Diệp Dương dày. Chính là, dày tim lại không tiếp xúc đến mặt đất. Từ Lâm Chiếu góc độ đi xem, chính là người nọ phiêu phù ở cách mặt đất ba tất tả hữu địa phương. Đây là quỷ hồn. Lâm Chiếu chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Vừa rồi nàng rõ ràng thấy quỷ hồn dùng chăn che đậy Diệp Dương, lúc này, Diệp Dương có thể hay không đã thành quỷ hồn. Chương 1217, không tồn tại khách thuê tam. Nhanh nhất đổi mới Dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Lâm Chiếu tuy rằng là toàn thân rét trung, nhưng cũng không có mất đi một cái người gian hồ ứng có bình tĩnh. Lâm Chiếu thân hình gần là tạm dừng một giây, liền không hề dấu hiệu bắn ra mà đi, người ở giữa không trung bỗng nhiên xoay người, hai móng như câu chụp vào phía sau người nọ mặt. Lâm Chiếu sắc bén như đao trảo phong còn không có đụng tới đối diện Diệp Dương, liền thấy đối phương cuộn lên ngón tay đối với Lâm Chiếu tráng, "Ban, một chút bắn qua đi." Lâm Chiếu đương trường bị đạn đến thân hình sau này một ngưỡng, quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Diệp Dương rũ mắt nhìn về phía Lâm Chiếu, bị bổn cẩu lây bệnh. Lâm Chiếu che lại trán, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Diệp Dương, "Ta vừa rồi thấy thế nào gặp ngươi chân dính không mặt đất?" Nghi thần nghi quỷ. Diệp Dương cũng không biết là ở giải thích, vẫn là ở phun tào Lâm Chiếu. Lâm Chiếu lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hạ Mộng Anh nói qua trong tiểu khu bị người bày ra nho môn bí thuật, nghi thần nghi quỷ, đối phương có thể ở trong tiểu khu thi triển bí thuật, liền không thể ở 44 hào trò cũ trọng thi sao. Diệp Dương Tránh đi lâm chiếu ngồi xuống trước máy tính mặt, ở hồ sơ trung đánh hạ một câu, ta phải biết rằng 44 hào chân tướng. Hồ sơ phía dưới thực mau liền xuất hiện chữ viết, chợt nhìn qua giống như là có người đang ngồi ở trước máy tính mặt, bay nhanh gõ bàn phím. Chính là, cả tòa nhà ở lại là yên tĩnh không tiếng động. Diệp Dương lặng lặng nhìn trên màn hình văn tự. Ta kêu Tần Dũng, là một cái internet tác giả, cũng là thần quái chủ bá. Đưa ngươi nhìn đến này đoạn văn tự thời điểm, ta đã có thể xác định, ngươi xác thật vào 44 hào. Ta đã chết ở trong tòa nhà này, nhưng là, ta bị chết cũng không cam tâm. Ta bị nhốt ở trong phòng thời điểm, trơ mắt nhìn chính mình đoàn đội, một cái lại một cái chết ở trong tiểu khu, lại bất lực. Nếu, ngươi có phá giải tiểu khu bí mật năng lực, ta hy vọng, ngươi có thể kết thúc nơi này quái đàm. Ngươi có thể đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ chân tướng ta yêu cầu ngươi hồi đáp hồ sơ viết đến nơi đây đột nhiên im bặt diệp dương nâng lên tay tới ấn hướng bàn phím lâm chiếu lại trước một bước chế trụ diệp dương thủ đoạn đừng nhúc nhích đây là quỷ thần khế ước ngươi trả lời có thể chúng ta chẳng khác nào ký kết khế ước nơi này chân tướng chúng ta có thể chính mình đi tìm ngươi trước đừng xúc động diệp dương nhẹ nhàng tránh thoát lâm chiếu bàn tay ở hồ sơ thượng gõ hạ một chữ lăng máy tính đi theo một trận rung động nhìn qua giống như là dấu ở bên trong quỷ hồn bị tức giận đến cả người run rẩy tùy thời đều có khả năng phá tan màn hình bạo khởi đã thương người diệp dương lại ở cười lạnh chi gian lại ở hồ sơ gõ thượng đừng trang này hai chữ vừa ra tới màn hình giống như là bị người nhổ nguồn điện trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh lâm chiếu hỏi diệp dương ngươi đang làm gì diệp dương trầm giọng nói chúng ta bị lừa trong cái tiểu khu này cái gọi là quỷ thần hẳn là đều là một người đi hoặc là hắn có nào đó biện pháp tụ tập rất nhiều quỷ thần chiếm cứ tiểu khu giúp hắn rèn luyện nho môn đệ tử lâm chiếu nói ta không rõ ngươi ý tứ diệp dương hỏi ngược lại ta hỏi ngươi nho gia trung tâm tư tưởng là cái gì nhân nghĩa lễ trí tin lâm chiếu nghĩ nghĩ lúc sau còn nói thêm còn có thứ trung hiếu để đối diệp dương gật đầu nói thượng lâm tiểu khu tuy là phản bội nho hang ổ nhưng là phản bội nho cũng là nho bọn họ tư tưởng không rời đi nho gia Chẳng qua, bọn họ làm những việc này đi hướng cực đoan, hoặc là đường tà đạo. Tựa như này tòa 44 hào. Diệp Dương nói, 44 hào bảy rập chính là tin. Tin, là thành thật không khinh, lời nói đi đôi với việc làm thái độ. Cũng có thể đơn giản cho rằng là tín dụng. Chúng ta ở bất động sản nơi đó ký kết hợp đồng thời điểm, kỳ thật chính là một loại khế ước. Kiên trì 7 ngày chính là chúng ta thủ tính. Lâm Chiếu khiếp sợ nói, ý của ngươi là nói, 44 hào sát chiêu không ở phòng này, mà là ở phòng ở ngoài chỉ cần chúng ta rời đi phòng ở, chính là ở thất tính, liền sẽ lọc vào quỷ thần đuổi giết. Diệp Dương nói, chính là ý tứ này. Chúng ta từ tiến vào 44 hào lúc sau, tuy rằng việc là ùng ùng không dứt, nhưng là không có giống nhau có thể muốn chúng ta mệnh. Này liền thuyết minh, nơi này bố trí, cũng không phải ở nhằm vào thuật sĩ, mà là ở ứng đối người thường. Nếu, đổi làm mấy cái không rõ nguyên do người thường trụ tiến 44 hào, chỉ sợ bọn họ liền một giờ đều kiên trì không được, phải chạy trối chết đây mới là không có người tồn tại đi ra 44 hào nguyên nhân. Lâm Chiếu cẩn thận suy nghĩ một chút, đối. Trần Sơ Vũ cho ta truyền đến tình báo, cùng thực tế tình huống tồn tại xuất nhập. Không phải, tình báo không chuẩn là đối phương cố ý mà làm, bọn họ là muốn từng bước gia tăng chúng ta đối 44 hào sợ hãi. Bị phong kính phòng, bị mang đi gia cụ, bị nhà ma vây quanh phòng ở, hảo chuyện xưa, hảo tính kế. Diệp Dương cười chỉ chỉ máy tính, cái kia cái gọi là khách thuê tần dũng, kỳ thật cũng không tồn tại hắn chẳng qua là một cái buộc chúng ta rời đi 44 hào môi giới. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều phải giới thiệu một lần chính mình thân phận, đơn giản chính là vì làm chúng ta gia tăng đối hắn ấn tượng. Đồng thời cũng càng tin tưởng hắn chuyện xưa thôi. Diệp Dương Thanh âm trầm xuống nói, ta cảm thấy, hắn mục tiêu kế tiếp, không chỉ có là chúng ta, cũng là bổn tổ. Chương 1218, xin ý tới. Nhanh nhất đổi mới Dương Giang mượn mệnh người mới nhất chương. Diệp Dương trầm giọng nói, Tần Dũng vừa rồi kia đoạn lời nói, kỳ thật đã là là ám chỉ chúng ta, bọn họ bước tiếp theo sẽ đem cục thiết lập tại ngoài phòng. Lâm Chiếu thấp giọng nói, hắn nói, chính mình trơ mắt nhìn đồng bạn một đám chết đi, lại bất lực. Chính là nói cho chúng ta biết, có thể thông qua máy tính thấy Lý Phách. Lý Phách gặp nạn chúng ta có thể không ra tay cứu giúp sao? Ra tay, liền đại biểu cho ra cửa. Lâm Chiếu hít sâu một hơi nói, Lý Phách, thừa hành chính là Giang Hồ nói. Giang Hồ giảo quyệt, đục lãng ngập trời. Có thể ở trên Giang Hồ sống sót người, không có khả năng là tuân thủ nghiêm ngặt nho gia tư tưởng song người. Đặc biệt là Lý Phách, hắn hành sự tác phong càng giống Giang Dương đại đạo. Nói không chừng thực mau liền sẽ rơi vào đối phương bẫy rập. Diệp Dương trầm giọng nói, không phải nói không chừng, mà là nhất định. Diệp Dương đang ở nói chuyện thời điểm, góc tường bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận sàn sạc tiếng vang. Diệp Dương, Lâm Chiếu đồng thời quay đầu nhìn về phía đứng ở góc tường thượng kia bồn tán đuôi trúc. Trậm rạp trúc Diệp không biết khi nào, đã bị bao phủ ở một bóng ma giữa. Không đúng, hẳn là kia bồn tán đuôi trúc ở trên tường đầu hạ bóng ma đã nổi lên biến hóa chợt xem dưới giống như là có người ngồi sổng cây trúc sau lưng lặng lẽ đẩy ra rồi trúc diệp trọng ngắm trước máy tính mặt diệp dương diệp dương trở tay nhất kiếm nghiêng tước qua đi lạnh thấu xương kiếm khí tức khắc đem cây trúc tiêu diệp một nửa diệp dương này nhất kiếm không chỉ có tước chặt đứt kia bồn tán đuôi trúc cũng tước đi nửa đường hắc ảnh trên tường vết kiếm cũng dần dần chảy ra vết máu diệp dương mắt lé nhìn về phía trên tường một mảnh đỏ thắm đối phương thiết cục lại có thể như thế nào hai giới đường thành lập tới nay, chưa đồ thần. Vậy từ nho môn quỷ thần bắt đầu đi. Diệp Dương không mang theo pháo hoa mùi vị thanh âm, làm cả tòa phòng độ ấm sậu hàng, ngay cả Lâm Chiếu đều đi theo đánh một cái rùng mình. Lâm Chiếu biết, Diệp Dương sẽ không ở ngay lúc này ra tay. Diệp Dương nhất định sẽ lựa chọn ở ta ứng phó không được bên ngoài trường hợp thời điểm sát ra 44 hào, dẫn động quỷ thần quay đầu tới đối phó chính mình, giúp ta chia sẻ áp lực. Tới lúc đó, đã có thể thật là chúng ta huynh đệ liên thủ đồ thần lúc. Lúc ấy, ta còn không biết Diệp Dương đã dựa vào một người một kiếm trấn trụ 44 hào, vẫn luôn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Ta ở bất động sản văn phòng cố ý nói ra Hạ Mộng Anh là lão sư, chính là vì khởi động lại thượng lâm tiểu khu nhà trẻ. Ai đều biết, tiểu hài tử mắc tịnh. Vài tuổi đại hài tử, còn không có bị hồng trần che giấu hai mắt, không có đánh mất nàng nên có linh tính, thường thường có thể thấy đại nhân nhìn không thấy đồ vật. Thượng lâm tiểu khu, người quỷ khó phân biệt ta ở trong tiểu khu liên tục vận dụng vài lần quỷ đồng bí thuật đều nhìn không ra có quỷ hồn du đảng cứ như vậy tương đương là ta vô pháp phá giải bên cửa sổ bóng người bí mật trần sơ vũ cho ta truyền đến tin tức nói chỉ có trong phòng học hài tử mới có thể thấy ngoài cửa sổ bóng người nếu làm hài tử đem chính mình nhìn đến đồ vật họa ra tới ta ít nhất có năm thành trở lên nắm chắc từ bọn họ họa phán đoán ra quỷ quái đến từ chính nơi nào chính là cứ như vậy ta tương đương là chọc giận bên cửa sổ quỷ quái nếu đối phương bạo khởi giết người ta sợ là hộ không được trong phòng học tiểu hài tử. Lấy như vậy nhiều hài tử mệnh đi đánh cuộc thắng thua. Đánh cuộc, ta sợ là không qua được chính mình kia quan. Không đánh cuộc, ta còn có thể cứu ra lão lưu. Xả thân lấy nghĩa. Ta tổng không thể xá người khác thân, lấy ta nghĩa đi. Ta lăn qua lộn lại suy nghĩ hơn phân nửa túc, mới nặng nề ngủ. Chờ đến ta buổi sáng tỉnh lại thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đi xem đối diện trên lầu chậu hoa. Kết quả, trên ban công bày ra tới lại là một chậu bị tước chặt đứt tán đuôi chút. Diệp Dương thứ này là nói cho ta, hắn đã trấn trụ trường hợp. Ta bên này mới vừa ngồi xuống ăn một ngụm vương đồ tể bưng lên cơm sáng, điện thoại liền vang lên. Bất động sản giám đốc ở điện thoại bên kia nói, tiểu lý, hiện tại có cái nâng người chết việc, ngươi có đi hay không? Nhân gia ra một ngàn. Ta nói, nâng người chết chuyện này nhi, đến nam đến đây đi. Theo ta chính mình đi. Ở đông bắc bên này, nhà tang lễ có người phụ trách khai xe tang, nhưng không có người phụ trách nâng người chết. Vô luận là đem người chết từ trong nhà thỉnh ra tới đưa đến trên xe, vẫn là đem di thể từ cáo biệt thính nâng ra tới đưa vào thiêu lò, đều là người nhà làm sự tình. Chỉ có cái kia thật sự là tìm không thấy người nhà người, mới có thể mướn người ra bên ngoài nâng thi thể, hơn nữa, cái này phí dụng không thấp. Rốt cuộc, nâng thi thể loại chuyện này, không chỉ có sẽ đè nặng người vận khí, còn phải cấp người chết đương hồi tam thân sáu cố, hoặc là hiếu tử hiền tôn. Bất động sản giám đốc nói, bên này thật sự là tìm không ra người. Lão Ngô còn không muốn làm hắn nói nếu là ngươi tìm không ra người khác hắn liền cho ngươi phụ một chút nếu là ngươi có thể tìm được người hoặc là nguyện ý chính mình đem người bối xuống dưới hắn liền không được hai người tiền toàn về ngươi phụ một chút ta không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng làm loại này việc nói phụ một chút ý tứ chính là hắn không nâng người chết đầu chỉ nhấc chân ta nâng người đi xuống dưới hắn cùng người chết tất cả đều ở ta sau lưng này cùng cổng thi thể xuống lầu có cái gì khác nhau ta nói kia gia cho ta bốn nghìn ta liền làm ta một người làm bốn người việc, muốn bốn phân tiền không quá phận đi. Bất động sản giám đốc nói, cái này, ta phải cùng người thương lượng thương lượng. Các ngươi không phải còn có một cái mỹ dung sư sao? Có thể hay không đi cấp người chết trước trang? Nhân gia cũng ra một ngàn. Chương 1219, tìm kiếm cơ hội. Nhanh nhất đổi mới dương gian mượn mệnh người mới nhất chương. Cấp người chết thượng trang, ở nhà tang lễ kêu nhập liệm, ở dân gian kêu xe mặt. Người trước, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, thủ pháp thượng tuy rằng còn vẫn duy trì một ít lão quy cũ, nhưng là đã trở thành một loại chuyên nghiệp. Người sau, lại là việc tăng lễ hành truyền thừa, thủ pháp hoa hòe loè loẹt, chưa nói tới chuyên nghiệp, lại thập phần hữu hiệu. Người già người, nhưng không có hỏi như vậy ai đạo lý. Ta ngoài miệng nói, ngươi đợi chút, ta hỏi một chút, bên này lại trực tiếp cấp vương tiểu hoán đệ một ánh mắt. Người sau ngầm hiểu nói, cho ta ba nghìn ta liền tiếp việc, một ngàn quá ít. Bất động sản giám đốc nói, các ngươi chờ một lát, ta đi theo người thương lượng thương lượng bất động sản giám đốc treo điện thoại chỉ chốc lát sau liền lại cho ta đánh lại đây ta cùng kia gia nói kia gia liền dư lại một cái tuổi già cô đơn thái thái trong nhà cũng không có gì tiền các ngươi thu phí quá cao nàng hỏi có thể hay không tiện nghi điểm ta trực tiếp phủ quyết nói kia không được ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm chúng ta làm là cái gì việc loại sự tình này tiền thiếu ngươi làm gì một ngụm giới hành là được không được liền đánh đổ bất động sản giám đốc không cao hứng ngươi này tiểu tử làm việc không đủ nhân nghĩa người trẻ tuổi đến chỗ nào kiếm không tới điểm tiền một hai phải từ quá bộ lão thái thái trong tay hướng ra moi tiền ngươi nhẫn tâm sao ta cười nói giám đốc ngươi lời này nói được liền không địa đạo ta là chuyên môn làm việc tang lễ nhi người sao không phải đâu quan tài đòn vừa lên thân đại vận ít nhất áp ba năm lời này nhi ngươi không phải chưa từng nghe qua đi ta nếu không phải xem ngươi ngày hôm qua giúp ta tìm phòng ở mặt mũi thượng ngươi cấp bốn vạn ta đều không tiếp Bất động sản giám đốc trong thanh âm đã mang theo vài phần cắn răng hương vị, hành, đến lúc đó lão thái thái cho ngươi nhiều ít, ngươi liền cầm nhiều ít, kém ra tới tiền, ta cho ngươi bổ thượng. Khi hành, ta cười nói, ta trong chốc lát đi tìm ngươi, chúng ta thêm cái hiệp nghị. Chúng ta trước đó nói tốt, không có giấy trắng mực đen làm đảm bảo, ta nhưng không đi. Bất động sản giám đốc thanh âm phát trầm, ngươi hiện tại đến bất động sản văn phòng tìm ta đi. Ngươi chờ ta ăn cơm, ngươi nghe nói qua không bụng đi nâng người chết sao ta không đợi bất động sản giám đốc nói chuyện, liền cắt đứt điện thoại. Vương Tiểu Hoáng nói, nếu không, chúng ta hiện tại qua đi. Ta khoát tay nói, qua đi cái gì? Ăn cơm sáng lại nói. Bất động sản bên kia không phải ban ngày vào không được sao? Ta phỏng chừng, trong chốc lát còn phải có người tới lãnh chúng ta tiến bất động sản. Ta bên này ăn tới rồi tám phần no thời điểm, bất động sản bảo an lão ngô quả nhiên tới, đối phương vào cửa liền nói, các ngươi nơi này có phải hay không có cái đầu bếp? Có gia hai vợ chồng già, ba ngày cần phải có người chiếu cố một chút. Giữa trưa, buổi tối, làm hai bữa cơm, nhân tiện quét tước một chút vệ sinh. Một ngày một trăm, cung ăn cơm. Các ngươi đi sao? Ta thấy đối phương xem chính là vương đồ tể, chạy nhanh truyền âm nói, sư tỷ, ngươi qua đi. Nhưng là, ngươi đừng muốn một trăm, đem giá cả đi xuống áp điểm. Vương đồ tể nói, ta đi. Hiện tại không tính một ngày, cấp 80 là được. Lão ngô cười gật gật đầu, hành, trong chốc lát theo ta đi. Còn có, vị kia lão sư. Lão ngô nhìn về phía hạ mộng anh nói, ban đầu, chúng ta tiểu khu có cái nhà trẻ. Sau lại, bởi vì hài tử quá ít, làm không nổi nữa. Hiện tại liền ba cái tới đi học, ngươi nếu là không chê tiền lương thiếu, có thể hay không trước cấp mang mấy ngày. Cái này, hạ mộng anh mới vừa một do dự, lão ngô liền nói, tuy rằng ba cái hài tử, nhưng là gia trưởng nói, tiền lương thượng tận lực làm ngươi vừa lòng. Hạ mộng anh nói, ta có thể miễn phí mang này đó hài tử. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu, đó chính là không thể ở nguyên lai nhà trẻ đi học nếu là có thể nói làm bọn nhỏ tới nhà của ta đi lão ngô sửng sốt nói bên kia phòng học là có sẵn ngươi như thế nào không đi hạ mộng banh nhìn thẳng lão ngô nói ta nghe qua cái này tiểu khu truyền thuyết không dám đi bên kia lão ngô nhịn không được mắng một tiếng này đều ai ở nói nhảm hành ngươi không đi liền không đi quá trong chốc lát ta đem hài tử cho ngươi mang lại đây các ngươi cơm nước xong không có ăn xong rồi chạy nhanh đi a à. Giám đốc còn ở bất động sản chờ hai ngươi đâu? Lão Ngô lại cùng ta nói chuyện thời điểm, đã có thể không có gì hảo thái độ. Ta dương mắt nhìn về phía đối phương, ngươi có phải hay không hả? Ta trong tay lấy căn bánh quẩy, không phải muốn ăn, vẫn là muốn bắt đương ngứa cào a. À? Nếu không, ngươi liền ở bên ngoài đợi chút, nếu không, ngươi liền đi về trước, ta trong chốc lát chính mình đi bất động sản. Thúc dục cái gì thúc dục? Bên kia người chết còn vội vàng đầu thai sao mà? Lão Ngô bị ta tức giận đến phịch một tiếng đóng lại đại môn. Công ta khóe miệng thượng lại nhấc lên một tia cười lạnh sư tỷ hà hạ hai người từng người vì chiến đều cẩn thận một chút lưỡng tử quá trong chốc lát ngươi nghĩ cách cấp dịp dương truyền tin nói cho hắn tìm quan tài vương tiểu hoán nhìn nhìn ta lại chỉ chỉ ngoài cửa nàng ý tứ là ngươi nói chuyện đều bất truyền âm sẽ không sợ bên ngoài người nghe thấy sao thượng lâm tiểu khu đã sớm biến thành một hồi bên ngoài giằng co ta biết trong tiểu khu có quỷ thần bọn họ cũng giống nhau biết ta là thuật sĩ mọi người đều biết đối phương nền tảng, liền dùng không lại dấu giấu, giấu giếm giếm. Chúng ta yêu cầu đều là một cái cơ hội. Có thể chuẩn xác, đem đối phương đưa vào chỗ chết cơ hội. Chương 1220, ta cùng hắn nói tốt. Ta cố ý ở kia chậm rì rì ăn bánh quẩy, thường thường mà hướng cửa nhắm vào liếc mắt một cái. Ngoài cửa bảo an rốt cuộc là chờ đến không kiên nhẫn, ngươi ăn xong rồi không có. Nhanh lên a. À. Không sai biệt lắm. Ta một ngụm uống hết dư lại về điểm này cháo loãng, đứng lên đi ra ngoài. Bảo an lão ngô vừa đi vừa nói chuyện nói, bữa sáng ăn ngon đi. Ngươi ăn phía trước, liền không thấy xem sớm một chút là ở đâu mua. Chúng ta nơi này phạm vi 10 dặm, nhưng không có bán bánh quẩy sạc. Ngươi đoán xem, kia bánh quẩy là ai làm? Ta cười nói, đương nhiên là người làm, chẳng lẽ còn có thể là quỷ làm. Bảo an nói, ngươi là tưởng nói, bánh quẩy là các ngươi cái kia đầu bếp tạc đi. Nàng mặt từ chỗ nào tới, du từ chỗ nào tới. Nhà ngươi có tạc bánh quẩy nồi sao? Bảo an nói, trong phòng bếp nấu cơm cho ngươi chưa chắc là người, nói không chừng là quỷ a. À. Ăn quỷ làm cơm, ngươi nhìn đến đồ vật liền cùng quỷ giống nhau. Bảo an xoay người đem chúng ta lãnh hướng về phía bất động sản văn phòng, lúc này đây, ta quả nhiên ở hàng hiên thấy bất động sản đại. Môn. Bất động sản ban ngày xuất hiện. Bảo an chỉ vào đại môn nói, các ngươi chính mình vào đi thôi. Ta còn phải cho người khác dẫn đường. Ta cấp vương tiểu hoán đệ một cái ánh mắt, người sau lặng lẽ triển khai bạch đèn. Ta đẩy cửa mà vào nháy mắt, đem bạch đèn bối ở sau người vương tiểu hoáng bàn tay nhẹ nhàng hướng lên trên vừa lật một trảng không có hỏa điểm bạch đèn liền lặng yên không một tiếng động phiêu thượng giữa không trung tiểu xảo bạch đèn giống như là có người khống chế giống nhau dán ở trên tường đèn trung ngọn đến vô hỏa tự cháy ngồi ở bàn làm việc mặt sau bất động sản giám đốc không hề có phát giác chúng ta ở mở cửa nháy mắt hướng hắn trên cửa treo một ngọn đèn đối phương mặt mang phẫn nộ nhìn ta nói ta cho ngươi khai cái sợi ngươi đi đem việc cấp làm xong dư lại tiền tới tiền ta Ta cho ngươi bổ thượng. Ta nhàn nhạt cười nói, loại này việc đều là trước lấy tiền. Ta đem việc cấp làm, ngươi xong việc quyệt nợ, ta còn có thể đem cái chết người bối trở về sao. Bất động sản giám đốc cố nén giận dữ nói, chúng ta đây liền ký hợp đồng, hết thảy ấn hợp đồng nói chuyện. Thêm hợp. Cùng, cũng đến viết rõ trước lấy tiền. Ta một bước cũng không nhường. Bất động sản giám đốc bị tức giận đến dùng ngón tay cách không hướng ta trên người điểm hai lần, hảo hảo, ta hiện tại liền cho ngươi tính tiền. Bất động sản giám đốc từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một chồng tiền mặt, ném ở trên bàn, "Tiền, lấy hảo chạy nhanh làm việc đi." Ta cầm lấy tiền tới, từ bên trong điểm ra bốn trương đẩy đến giám đốc trước mặt, trên đường quy cũ, người trung gian trừ một thành. Bất động sản giám đốc tức giận đến thất khiếu bốc khói, "Ngươi ở vũ nhục ta." Ta buông tay nói, "Dù sao ta là cho ngươi, ngươi tưởng ném bên ngoài, vẫn là tưởng cho người khác, đó là chuyện của ngươi nhi, không liên quan gì tới ta." Ta đem nói cho hết lời, liền ném xuống bạo nộ giám đốc nghênh ngang mà đi dựa theo hắn khai sợi tìm được rồi kia hộ cố chủ. Khi gia lão thái thái một mở cửa, ta đã nghe tới rồi một cổ thay khô khí vị. Người chết trên người mùi vị, ta nghe được nhiều. Quỷ tám năm đó huấn luyện ta thời điểm, làm ta ngửi qua vô số kể khí vị. Dựa theo hắn cách nói, ta không cầu ngươi cái mũi cùng cậu giống nhau linh, nhưng là, ngươi đến thông qua khí. Vị phán đoán xuất ly ngươi gần nhất mục tiêu là người hay quỷ. Này gian trong phòng có thay khô, hơn nữa là bị hông gió bảo tồn nhiều năm thi thể, cho ta mở cửa lão thái thái thanh âm khàn khàn nói, vào đi. Người ở trong phòng. Này hộ nhân gia vô luận là phòng khách vẫn là phòng ngủ, tất cả đều bị miếng vải đen bức màn cấp mông đến kín mít, tuy rằng là ở ban ngày, như cũ là làm người khó có thể thấy rõ trong phòng đồ vật. Lão thái thái cố ý nói một câu, đừng bật đèn, tiểu tâm làm sợ nhà ta lão nhân, hắn tồn tại thời điểm, tính tình liền không tốt, đã chết, này tính tình liền càng không xong. Đem hắn chọc sinh khí, các ngươi tiểu tâm hống không hảo a. À. Ta nói, ngươi không phải còn phải cho lão gia tử xe mặt sao? Này trong phòng đen nhánh ma sơn, còn như thế nào xe mặt? Ta cho ngươi đốt đèn. Lão thái thái từ trong ngăn tủ lấy ra một trảng đèn dầu, dùng que diêm điểm bất đèn, cử ở trong tay, lãnh chúng ta hướng trong phòng đi. Này đèn dầu A. Sát ông A. Đều là thứ tốt, có thể chiếu sáng lên, còn không chói mắt tình, dọa không người chết. Này nếu là trực tiếp điểm đèn điện. Nói không chừng chỗ tối quỷ nhi liền tạc lạp. Lão thái thái đi vào phòng ngủ chỉ vào giường nói, trên giường ngồi cái kia chính là ta lão nhân các ngươi trước đợi chút a à. ta cùng hắn thương lượng thương lượng chờ nói tốt các ngươi lại cho hắn xe mặt trên giường kia cổ thi thể tuy rằng là che một tầng chăn bông nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là ở trên giường khoanh chân mà ngồi dùng để cái thi thể chăn là từ thi thể sau lưng bao vây tới rồi trước người lộ ra thi thể gương mặt bộ vị lão thái thái đi qua đi ngồi ở mép giường dáng thi thể lỗ tai nói lão nhân ta tìm người tới cấp ngươi xe mặt ngươi tồn tại thời điểm như vậy ái mỹ đã chết không cũng phải nhường ngươi xinh xinh đẹp đẹp đi qua. Ngươi yên tâm, Dương Giám Đốc nói, cái này cô nương xe mặc hảo đâu. Khẳng định đem ngươi làm cho sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp. Ngươi nhưng đừng không cho cô nương chạm vào ngươi, ngươi nếu là làm yêu, ta đã có thể mặc kệ ngươi. Khiến cho ngươi như vậy lão gia mặt già đầu thai đi. Lão Thái Thái nói xong đứng lên, cô nương, ta cùng lão nhân nói tốt, hắn sẽ không tìm ngươi phiền toái, ngươi làm việc nhi đi. Tấu chương xong.